để được minh hạnh của chị Tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị và các bạn trong lớp học ngày hôm nay. Hôm nay là ngày chủ nhật. Theo như cái thời khóa biểu học ở trong lớp chúng ta thì hôm nay là pháp tính, ngày giải ngôn ngữ pháp tính về vi diệu pháp. Nhưng mà giờ thì trong thời điểm này Đức Pháp Tính cũng chưa có về đến Việt Nam, cho nên hôm nay tôi cũng sinh hoạt cùng với quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học cái gì đây? Có liên quan đến những việc thăng trầm cũng như thịnh suy và cái thái độ của những người tu tập đó. Khi mà mình đã hiểu biết thì mình sẽ được cái lợi ích gì từ cái việc nhận thức này. Bây giờ thì quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt một cái đề tài như hồi nãy sư vừa mới đề cập. Chúng con đến với lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh hạnh giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức pháp bảo công đăng hữu thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đã bắt lòng thành kính làm lễ ơn đức tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thắng và còn phạm và mô phạm của chúng sanh, phúc điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ban và cầu cái ấy. Khi bắt đầu sư hỏi là một lần nữa ở bên đó quý vị có nghe rõ hay không? Bây giờ quý vị có nghe rõ lại chưa? Hello. Cô Nhật Huỳnh với lại cô Tâm Pháp. Tốt hơn nha. Alo, alo. Tốt hơn có nghĩa là chỉ khá hơn hồi nãy thôi, chứ cũng chưa đạt được theo đúng như cái nguyện vọng. Thưa quý vị, ở gần đây nó có một cái sự việc trong một hai ngày gần đây ở Việt Nam thôi, chứ không phải ở đâu hết. Tất cả rồi, bây giờ quý vị đã nghe ok, đã hơn chưa?
tất cả những người dân ở Việt Nam trong một vài ngày gần đây đều tập trung vào cái giải thi đấu. Chưa không có rành lắm về cái việc đá banh, nhưng mà nhìn thấy ở trên mấy thông tin thì người dân mình rất là mừng. Đôi khi cũng tạo nên những cái việc vui một cách nó hơi quá lố. Và trong những ngày này thì theo như sư biết là hồi đó do bởi sư ở ngoài cho nên sư rằng trong những cái ngày này thưa quý vị, thật ra nó xảy ra rất nhiều vui, đúng là vui, bởi vì ăn mừng cái sự chiến thắng của đội bóng chủ nhà, của đội bóng nước nhà. Nhưng mà cũng chính bởi chính trong cái những cái ngày này nó sẽ tạo ra một số những vấn đề rất là lộn xộn về an ninh. Bởi vì vui quá hóa buồn, vui quá hóa buồn, nó lúc nào cũng có cái chuyện này xảy ra thôi, chắc chắn. Rồi tập trung nè, đông đảo nè, rồi bắt đầu là ăn mừng nè, rồi dẫn đến việc coi như là tụ tập, chạy xe với tốc độ cao vân vân. Vì thế sự biết chắc trong những ngày này thể nào cái sự coi như là nguy hiểm nó cũng xảy ra. Bởi vì hồi đó ngoài thì cũng đã từng coi như là chứng kiến những việc này, cho nên ở trong kinh đó thưa quý vị cũng có đề cập đến trong đời này có một số những cái pháp, mà chính những pháp này nó làm cho đời sống nội tâm và bối cảnh sống của con người chúng ta nó bị chi phối, bị chi phối buồn vui, cũng như từ đó nó làm cho cuộc sống của mình á nó thăng trầm. Chính những điều này Đức Phật này cũng đã cảnh báo mình, cho nên cũng đã từng có dạy trong kinh, có từng đề cập đến có 8 pháp mà chúng ta cần phải biết tri, hiểu biết một cách rõ ràng đầy đủ. Đó chính là được lợi mất lợi, được lợi mất lợi, danh mất danh, khen bị chê và được khen, hạnh phúc và đau khổ, hạnh phúc và đau khổ. Kỳ thực mà nói thì chúng ta hầu như sống ở trong đời, thưa quý vị, mình bị tám cái điều này quay, tám cái điều này nó quay. Và có nhiều những cái bối cảnh á, mình thấy rằng là dường như nó diễn tiến theo cái sự vô thường, thì trôi chảy của dòng đời, mà nó làm cho nội tâm của mỗi người chúng ta nó bị bất an. Thì cũng từ tám điều này, do mình không có ý thức được, do mình không có ý thức được. Cũng chính trong những cái trận mà tỷ thí, đâu phải lúc nào mình cũng ăn đâu, đúng không? Lúc mình ăn á thì mình reo hò vui mừng, nhưng mà lúc thua thì sao đây, lúc thua thì sao đây, lúc thua thì bắt đầu là có những cái hiện tượng tiêu cực xảy ra. Thậm chí có một số những phần tử quá khích, họ có thể họ trút những cơn giận của họ lên cả những cầu thủ thi đấu cũng có, thậm chí ảnh hưởng đến
cả những người thân, cả những người thân. Chuyện này cũng là một cái hiện trạng mà chúng ta thấy rằng cái vòng xoay của mình đó, mình bị chi phối bởi 8 cái pháp này. Còn đối với việc mà bây giờ ở trong quý vị, chính bởi chúng ta không có nhận thức được á, mà cái số lượng con người mình sống với nhau á, nó càng ngày á, mình bị chạy theo những cái dục vọng nhiều, dục vọng nhiều, cho nên việc đối đãi, đối xử với nhau bằng những cái tấm lòng chân tình thì có vẻ như nó ít hơn, nó càng ngày nó càng ít đi. Vì vậy thật sự mà nói, nếu như mà mình không có nhận thức được, nếu mình không có nhận thức được 8 cái pháp này theo đúng cái bản chất của nó, thì chúng ta sẽ, cá nhân của mỗi người chúng ta, trước hết là mình khổ, mình khổ rất là nhiều. Sư nhớ rằng là hồi xưa thưa quý vị, nó có một số những cái tình trạng mà những người kể cả thời buổi hồi xưa đó, cái việc chạy theo cuộc sống nó cũng không có tấp nập hơn so với bây giờ. Cho nên tuy nhiên trong cuộc đời ở thời điểm trước của những thế hệ trước, tuy vẫn còn cái sự ham muốn chưa có hiểu biết nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn khổ ít hơn. Còn bây giờ thưa quý vị, càng ngày mình càng bị chi phối nhiều. Vì vậy chi phối nhiều bao nhiêu thì nội tâm của mình nó sẽ thối đoạn nhiều bấy nhiêu, thối đoạn nhiều bấy nhiêu. Không biết mình có từng thắc mắc rằng là hồi xưa gạo đó thưa quý vị, tôi nhớ rằng hồi xưa gạo đó, khi mình nấu mình cơm á, nó không có trắng, nó không có trắng, nó không có đẹp như bây giờ đâu, cái hộp gạo không bóng như bây giờ đâu. Nhưng mà gạo đó nấu ra để tới mấy ngày luôn cũng chưa thiêu, bởi vì hồi đó sư rất thích ăn cơm. Bà ngoại sư rồi đó, mỗi lần đó, mà nấu cơm xong nó còn dư cơm lại đó, là cứ mở cái nắp đậy một cái rế lên để cho nó thông gió, sau đó đến 2 ngày sau cơm đó nó vẫn không có thiêu, mà cứ thế lấy ra chiên từ từ. Sau này thưa quý vị, cơm của mình á, gạo cơm của mình á, không biết làm sao nó không có còn được cái sự bền bỉ y như gạo hồi trước. Có thể nói là cái tuổi thọ nó không bằng hồi trước. Kể cả những cái rau củ cũng vậy, rau củ cũng vậy. Mà hơn nữa trong cái lĩnh vực giải trí thưa quý vị, nó cũng có một cái chuyện này nữa. Những cái bài hát á, mà của cái thế hệ sau này á, nghe ra nó giống như kiểu giống như là mì ăn liền, ăn xong thôi, tiêu hóa xong hết, nó không có để, nó không có lưu lại ở trong tâm của mỗi người lâu dài. Tuy nhiên nghe những cái bài nhạc mà hồi xưa nó không biết tại sao, không biết tại sao cái dụng cụ và nhạc lý cũng như điều kiện đó, hồi đó không có bằng, nhưng mà những cái bài hát đó nó lại có cái gì đó, nó lại có cái gì đó, nó để trong tâm trí của mình rất là đậm, nghe lại vẫn thấy hay, vẫn thấy hay. Thật sự là như vậy thưa quý vị. Cho nên quả thực mà nói thì càng ngày khi mà mình càng bị chạy theo cái được lợi mất lợi nhiều á, được danh nhiều, khen chê nhiều, hạnh phúc và đau khổ nhiều, thì nó làm cho cái nhịp sống của mình nó càng ngày nó càng kém tuổi thọ hơn, nó càng kém tuổi thọ, nó càng đi đến sự gần như là hoại diệt,
càng đi đến cái sự hoại diệt nhanh hơn, đúng không? Kể cả trong lĩnh vực hồi nãy sư đã nói, mình để ý cơm gạo đó cũng cũng khác nữa, giờ rau quả cũng vậy. Rồi cái việc giải trí cũng vậy nữa. Những cái bài hát, những cái bài thơ đó nó cũng để lại cái dấu vết lâu hơn. Giờ vẫn nghe, giống như nghe xong thôi dục qua một bên vậy thôi. Kể cả cái nét đẹp của những người xưa nó cũng khác nữa, quý vị. Nét đẹp của những người xưa khác, người ta chỉ trang điểm rất là nhẹ nhàng, không có cần phải đi chỉnh sửa rồi giải phẫu rồi nhiều đâu, nhưng mà nét đẹp của người ta lâu già lắm. Còn giờ toàn là đắp lên, mình đắp lên nhiều những cái vật liệu mình mong muốn quá, mình có sự mong muốn quá, mình đắp lên, mình sử dụng nhiều những cái chất hóa học nhiều quá, cho nên được chừng vài năm thôi, rất là mau già, rất mau già. Quả thực là như vậy. Cho nên đối với một người mà có tâm ý mà muốn tu tập á, thì khi mình nhìn thấy được hai cái khía cạnh này, mà chỉ cần chúng ta hiểu được để từ bỏ bớt những cái dục vọng của bản thân mình, thì mình sẽ đỡ khổ rất là nhiều. Nếu nói về được và mất á, thì sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Trong cái thời điểm mà sư học thực hành thiền, một hôm có một cái vị hành giả lên trình bày về pháp, thì vị ấy trình bày những cái điều tiến bộ, những cái điều tiến bộ, những cái điều tốt xảy cái kinh nghiệm tu tập của bản thân. Nhưng mà ngộ một bữa một điều đó là bữa đó vị thầy ngồi im và chả có biểu hiện gì hết, ngồi im. Xong rồi sau khi cái vị hành giả đó đã nói hết những gì cần phải nói, lúc đó vị thầy mới nói một cái câu rất là ngắn gọn. Thầy nói là rồi sao nữa. Thì lúc đó thì quý vị sư nghe xong câu đó, sư thấy rất là làm lạ, mình cũng chưa hiểu cái ý của thầy. Nhưng mà lát nữa sau khi nói câu đó xong thì cái vị hành giả đó rất là bỡ ngỡ, rất bỡ ngỡ, tức là thầy không có cái lời coi như là khích lệ, hoặc là không có cái lời coi như là chỉ bảo thêm, mà chỉ có nói một cái câu nghe trình xong hết những điều tốt đẹp, thì chỉ nói một câu rồi sao nữa, rồi sao nữa. À thì thế, sau khi nói câu đó xong thì thầy mới mới cười, thầy mới nói một câu cũng vẫn phải ráng tiếp tục để mà bước tiếp đi, thầy chỉ nói vậy thôi. Qua điều này thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng nói câu đó thì dễ hiểu rồi, tất cả những cái gì mà nó xảy ra đối với đời sống của một chúng sanh, dù là có tốt xấu thịnh suy hay như thế nào đi nữa, thì vẫn bị cái dòng nước của sự vô thường nó đẩy. Bây giờ tốt đi nữa, bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình giàu đi, mình có tài sản đi, có tài sản đi, mình giữ được tài sản đó là cũng là rất là khó rồi, rất là khó rồi, mà không có bị quấy nhiễu bởi những người thân trong gia đình của mình, như những người con của mình nó không có nghe lời, nó phá phách đi, vân vân, cái đó cũng là chuyện khó rồi. Nhưng mà nếu như giả sử mình đạt được hết tất cả những cái mặt tốt của cuộc sống,
về lĩnh vực tài sản. Rồi sao nữa? Thưa quý vị, cũng phải đến một lúc nào đó, cái sự thay đổi, cái sự thay đổi, cái sự luân lưu của kiếp sống, chúng ta không có thể nào chúng ta ở đó mà chúng ta ôm số tài sản đó hoài đâu. Vì sư biết được một vài những trường hợp, một vài những trường hợp được xem như là chết trẻ, theo như nếu như ở ngoài ở tướng số người ta gọi là chết yểu. Có một vài vị tuổi rất là trẻ, đang ở cái độ tuổi coi như là thành tựu, thành tựu về cuộc sống, thành tựu về danh vọng, nhưng mà sức khỏe rất là tốt, thưa quý vị, rất là tốt, nhưng mà đùng một phát, một tự nhiên được một cái tin là mình bị một cái căn bệnh hiểm nghèo, và trong một khoảng thời gian ngắn cực kỳ để phải từ bỏ thế giới này để tiếp tục cuộc hành trình, bỏ lại tất cả, chưa kịp coi như là trăn trối bất cứ một điều gì cho ai. Điều đó không chỉ có ngoài không thôi đâu, mà kể cả trong đời sống tu hành của chư tăng cũng có những trường hợp, những vị như vậy. Vì vậy chúng ta thấy rằng quả thật mọi thứ mà Đức Phật này dạy á cho mình đó, nếu như mà lúc nào mình cũng ghi nhớ, mình cũng suy niệm, thì nó cũng giống như là một cái lá bùa, nó giống như một cái lá bùa hộ thân cho bản thân của chúng ta mọi lúc mọi nơi. Ngay lúc mà mình vui thì mình không có vung tay quá tráng, ngay lúc mà mình buồn, mình gặp phải những nghịch cảnh thì mình cũng không có vì đó mà nao lòng, mà suy sụp. Quả thực là như vậy, thưa quý vị. Tuy cái cảm xúc của phàm phu á, không sao mình tránh khỏi những cái sự chi phối của tám pháp này đâu. Kỳ thực mà là kỳ thực là như vậy, mình không có tránh nổi đâu. Nhưng mà ít ra một chút gì đó về cái lời dạy của Đức Phật này đã cảnh báo trước, thì chúng ta cũng không có để cho tình trạng nó đi đến một cái sự việc quá nghiêm trọng, quá nghiêm trọng. Vì vậy mà nói rằng là đối với một người không có, chưa có cái sự tu tập á, thì mình chưa có nhận thức được cái sự thay đổi của pháp hữu vi như thế nào, mình cho nên mình chưa có sợ, bởi vì nó kết nối một cách liên tục quá nhanh giữa sanh và diệt. Nhưng mà sư nói một điều á, quý vị nên tin một điều như thế này: thật ra mình không hề biết là mình sẽ sống hay là chết trong một cái hơi thở tiếp theo của mình. Sự thật là như vậy. Bởi vì nếu như mà biết đó, thì đâu có ai mà đi đến những cái nơi mà mình phải gặp nguy hiểm, đâu có ai mà đi thì đến những cái cuộc hẹn mà trên đường mình phải gặp những tai nạn xảy ra. Nếu biết thì đâu có ai đi. Cái đó thì nói hơi lâu đó. Mình nói trên từng hơi thở là nó cũng còn khá khá được chút. Còn nếu mình nói theo danh từ chuyên môn hơn nữa là không ai biết trước được, không ai biết trước được là mình sẽ còn tiếp tục ở trong cái cảnh giới này trong một sát na tâm kế tiếp hay không, không ai biết trước được. Vì thế đừng có nghĩ rằng chờ cho, thông thường mình hay có một cái tập nghĩ cái điều này là cái phổ thông chung của tất cả mọi người, kể cả bản thân sư rồi đó thì cũng nghĩ vậy thôi, chứ không phải là phần không riêng gì các vị đâu. Tức là thông thường mình chỉ nghĩ là già là chết
cái chết nó xảy ra trong lúc mình già cả. Cái điều này đúng chứ không phải là không, nhưng mà cái này là một cái trường hợp coi như là tốt đẹp nhất và ngẫu và nó đúng đắn nhất trong cái một cái trường hợp không có gì biến đổi đột xuất xảy ra. Nhưng mà mình đừng có quên, là cái sự chết đó, kể cả mới sanh ra trong bào thai vẫn có thể chết trong bào thai. Vậy thì tại sao mình lại nghĩ rằng tới già nó mới chết? Tới già thì nó mới chết. Thế nên cái sự thay đổi á, sự thay đổi nó luôn luôn xảy ra. Và những gì ngay trong hiện tại, nếu mà chúng ta không có trí tuệ để mà mình định tĩnh, mình bình tâm á, thì mình sẽ bị tám pháp này nó quay như trong chồng. Nó quay, nó muốn cho mình reo hò nè, nhảy nè, rồi bắt đầu là la hét sùm, thì nó cho mình được tốt, gặp thuận cảnh. Còn nó muốn cho mình khóc nè, rồi mình đấm ngực nè, bứt tai nè, thậm chí coi như là đến cái mức độ coi như là không còn bình tĩnh, phải nghĩ đến việc quyên sinh nè, hận người này hận người kia nè, thì nó cho mình gặp nghịch cảnh. Cứ như vậy. Vui dập. Thế nên đối với chúng ta, khi mà mình đã có phước, mình được gặp những cái lời dạy của một đấng giác ngộ, thì ít nhiều ở trong cuộc đời mình nữa, những lúc mình gặp thịnh suy á, thưa quý vị, mình cũng nên nhớ lời Phật dạy. Nên nhớ lời Phật dạy: tám pháp chi phối chúng sanh. Tám pháp này á, nếu như mà mình không có hiểu á, thì mình sẽ bị rơi vô tham sân. Và nếu như mà mình hiểu, mình giữ nội tâm của mình thăng bằng, thì mình sẽ không có bị rơi vô tham với sân. Mà hễ rơi vô tham với sân là bị rơi vô khổ. Tham càng nhiều thì sân càng nhiều thôi. Mà sân càng nhiều á, thì tham nó cũng càng nhiều. Nếu như chúng ta hiểu được, chúng ta có thể dừng lại một cách đúng lúc tốt hơn, không có để cho nó chi phối nhiều quá. Xét ra thưa quý vị, trong cái việc tu tập á, đối với một người cư sĩ á, nói riêng, cái hàng xuất gia nói chung, không chừa một ai hết. Nếu như mà không ý thức được thì cũng đều bị chi phối như nhau thôi. Có điều khác biệt á, là ở cái cương vị sống của những người cư sĩ á, thì chúng ta ít có thời gian tu tập hơn, và chúng ta khó lòng mà rảnh rỗi để mà mình nhìn nhận được vấn đề hơn. Còn đối với hàng xuất gia thì có nhiều thời gian hơn để mà bình tâm tỉnh trí hơn. Vì vậy đối với cái đạo lộ mà hướng đến cái sự từ bỏ, trước hết mình phải nhìn ra được cái bản chất thật của tám pháp này. Lúc được mình cũng không có vì đó mà mình đi quá xa vấn đề. Lỡ lúc mà nó có mất đi á, lợi lộc của mình nó không có được
phồn thịnh, thì mình cũng giữ được cái sự bình tâm, giữ được cái sự bình tâm. Nói chung là thăng trầm của cuộc sống, đời người á thấy vậy chứ thăng trầm nhiều lắm thưa quý vị. Nếu nói theo ý nghĩa của thì nó là thô, nhưng mà nếu như mà quý vị quan sát những gì mà nó xảy ra ở trong sự diễn biến của thân và tâm của mình thôi, quý vị cũng thấy được cái sự thăng trầm ở đó, thăng trầm nó ngay tại đó luôn. Ở lúc thân mình nó rất là khỏe, rất là khỏe, cảm thọ rất là nhẹ nhàng, mà lúc nó nóng lạnh, nó mệt lắm thưa quý vị, đó cũng là thăng trầm, đó là thăng trầm. Ở lúc đó mình, cơ thể của mình nó đầy đủ vật thực, nó không bị bệnh hoạn á, sắc phát mình rất là tươi nhuộm, nhìn nó rất là coi như là nhìn rất là đẹp, khả ái. Mà lúc mình thiếu thốn vật thực hay là mình bệnh hoạn á, bắt đầu tiều tụy, đói xấu quắc à, ai dòm vô cũng muốn quay mặt bỏ đi thì cái đó nó cũng thăng trầm, thăng trầm. Kể cả đời sống nội tâm của mình cũng vậy thưa quý vị. Hồi nãy mình nói theo diện rộng, nói theo cái bối cảnh cuộc sống, giờ mình quay vô bên trong mình, nó cũng có thăng trầm bên trong. Lúc nội tâm mình như thế này, lúc nội tâm mình như thế khác, cũng có thăng cũng có trầm. Có lúc niềm tin của mình khởi lên rất là mạnh, rất là hoan hỷ trong thiện pháp, nhưng mà tại sao có những lúc mà mình làm thiện, mình làm thiện thì cái đời sống nội tâm của mình đó, lúc đó nó không có sung nữa nó không có sung nữa, không biết từ nguyên nhân nào đó. Cái đó mình phải tự điều tra xem như thế nào, tại sao lại như vậy. Thì đó, cái đó cũng là thăng trầm, thăng trầm đối với thiện pháp. Cho nên đây là một cái cách để mà mình giữ được thăng bằng, cách để mà giữ được thăng bằng. Sư bắt gặp những cái hình ảnh những cái hình ảnh mà photo chụp về Chư Tăng Ni Bát theo một đường lối hàng đi rất là thẳng tắp, có một bên góc có hình của Đức Thế Tôn và một cái câu kinh ở kế bên: đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Sư rất thích tấm hình đó, tấm hình đó tuy nó rất là cô độc nhưng mà đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ ý nghĩa thưa quý vị. Tấm hình nó rất là đẹp, tấm hình nó rất là đẹp. Hồi đó sư có lên chùa của Viên Không, sư gặp đại đức Pháp Thông á, thì lúc bây giờ sư được đại đức hai thầy trò sư được đại đức tiếp ở ngay cái nơi uống trà, phòng khách của đại đức. Lúc đó sư nhìn thấy cái hình đó, xong sư mới hỏi đại đức Pháp Thông là: bạch đại đức, tấm hình này đại đức ở đâu mà đại đức có vậy? Thì sư vừa hỏi vậy thôi thì đại đức Pháp Thông mới nói là: thôi tôi làm phước cho tôi làm phước cho sư luôn đó, tôi làm phước cho sư luôn. Tấm hình đó rất là lớn luôn quý vị, rất là lớn. Và sau này đem về thì sư rất là thích tấm hình đó. Hiện giờ để tại một cái, lúc trước là để ngay cái cốc, phía ngoài của cái cốc
của thầy sư ở, nhưng mà sau này hình như sư phụ sư treo ở trên chánh điện, treo ở trên nơi chánh điện ngay cái hướng đi vào, nhìn ngược ra đối diện với hình Đức Phật, tấm hình đó rất là đẹp, nói lên cái ý nghĩa là đối với cái cuộc đời này nó chỉ có hai cái hướng đi thôi, chỉ có hai hướng đi thôi. Một hướng đi nó đi vô, nó đi ngược vô dòng đời, và nếu như mà mình không muốn thì mình đi ra, mà đi vô thì nó sẽ được cái gì và bị cái gì, và đi ra nó sẽ phải chịu mất, bỏ đi cái gì và được cái gì. Cả hai nó đều phải có chứ thưa quý vị. Nếu nói một cách công bằng á, cái người tu tập á, người ta cũng phải chịu hy sinh một số thứ để mà đạt được một số thứ. Ở đây chúng ta hy sinh cái gì? Chúng ta hy sinh tất cả những cái sở thích của bản thân, những cái mà mình vốn đã kết giao ở trong vòng luân hồi lâu ngày lâu tháng. Thưa quý vị, những thứ này chúng ta rất là khó từ bỏ. Vì vậy mà để một vị Bồ Tát mà có thể mà đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn, nó đòi hỏi vị đó phải từ bỏ từ thấp lên cao, từ thấp lên cao. Mới đầu là tài sản, mới đầu là tài sản, sau đó là kế đến là những cái thứ mà được xem như là bất khả xa lìa, vợ con, vợ con của mình, và rồi đến một thứ mà khó từ bỏ nhất, khó từ bỏ nhất, đó chính là cái tôi, cái ta của bản thân mình, đó là chính cái sự hiện hữu của bản thân mình. Thì tất cả những thứ này chúng ta phải chia tay với nó, chúng ta phải dám chia tay với nó, thì mình mới đạt được cái sự coi như là giải thoát hoàn toàn. Nếu như mà mình không dám chia tay, mình không có đủ năng lực chia tay với nó, thì mình không bao giờ giải thoát được. Thật sự là như vậy. Bởi vì cái bản năng mà được hiện hữu, cái bản năng mà được coi như là sinh tồn của mình, nó rất là mạnh, nó rất là mạnh. Nó đã vốn được tích tụ ở trong nhiều kiếp, trong vòng luân hồi quá rồi. Chưa kể mình kết giao, mình tạo nghiệp, mình cộng nghiệp chung nè, rồi mình hứa hẹn nè, đó, thề thốt, quý vị thấy trong phim ảnh không? Những cái câu chuyện mà lâm ly bi đát á, mà người ta không có được tọa nguyện ở kiếp này á, người ta còn nói thôi kiếp sau thiếp và chàng sẽ tiếp tục. Khi mà xem đến những đoạn đó, thật ra thưa quý vị, sư cũng có suy nghĩ, nói như thế này làm sao mà phải nói là cái cảm xúc này làm sao mà dễ dàng mà từ bỏ được, mà Đức Bồ Tát ngài làm cái điều này, ngài làm cái điều này. Một người mà muốn được giải thoát thì người đó phải từ bỏ, hy sinh những cái cảm xúc này, phải gạt qua một bên thì mới có thể giải thoát được. Thưa quý vị, điều đó rất khó, thưa quý vị, khó lắm. Nhiều khi mà mình coi những cái đoạn phim mà mình còn coi như là có thể mình rơi lệ, huống hồ gì cái hoàn cảnh đó, mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh, mình sẽ còn như thế nào. Cho nên phải nói một cách chân thật là để đạt được cái sự bình lặng như các vị giải thoát đó, là mình phải chịu hy sinh, phải chịu hy sinh một số thứ thì mới đạt được một số thứ. Còn nếu như mà mình không có dám á, mình không có dám á, thì mình sẽ cũng sẽ được một số thứ, nhưng mà mình cũng phải chịu chấp nhận bị một số thứ. Nó là một việc rất là sòng phẳng với nhau, nếu như mà mình chấp nhận
À, mình chấp nhận là ở trong cuộc đời này thì mình phải chịu chấp nhận được mất thịnh suy buồn vui khi mà bị những pháp này nó quay quật. Nếu mình còn thỏa thích, mình không lìa bỏ được cái được lợi, được danh, muốn được khen và muốn hạnh phúc, muốn được những cái cảm xúc hạnh phúc, thì mình phải chịu chấp nhận những cái đau khổ kèm theo đằng sau nó. Đó là lúc mất thì mình sẽ bị hành hạ tâm can của mình, và lúc bị mất đi danh vọng thì mình phải chịu đau buồn, lúc bị người khác chê bai sỉ vả thì mình nhục nhã, và lúc bị đau khổ thì mình phải gặm nhấm những cái nỗi đau của chính mình. Mình phải trả giá, mình phải trả giá, mình phải trả giá. Còn nếu như mà mình dám từ bỏ, mình dám từ bỏ những cái kia thì mình sẽ không bị những thứ đó, mình sẽ không bị được những thứ đó. Cho nên suy cho cùng đó, thưa quý vị, đây là một cái việc đánh đổi, cái việc đánh đổi. Và nếu như chúng ta hiểu được điều này á, chúng ta có thể lựa chọn cho mình, cái con đường, cái thái độ của mình trước một sự việc, cũng y như cái câu pháp cú mà sư rất là thích cái tấm hình đó: đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, đường kia đến niết bàn. Giờ thích đi đường nào đi? Thích đường nào thì đi. Trong cùng một sự việc, nó sẽ xảy ra. À, vì vậy mà đối với những lúc mà chúng ta vui á, thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng cái niềm vui này á, nó thật ra nó có cái vị ngọt của nó chứ không phải là không. Nó có vị ngọt của nó chứ không phải là không. Nhưng mà mọi thứ cũng phải chịu cái sự thay đổi, mọi thứ cũng phải chịu cái sự thay đổi, chứ không có cái gì được gọi là thường còn bất biến đâu. Hôm nay chúng ta còn thanh xuân trẻ đẹp, nhưng mà đến một lúc nào đó cái tuổi thanh xuân đó của mình nó sẽ không còn nữa, mà mình sẽ đi đến cái tình trạng già. Và để cho một cái thế hệ nó lên ngôi, và cứ như vậy trải qua bao cái thế hệ, nó cứ đẩy tới, và những ai trong cái dòng nước đó thì mình cứ mãi bị vùi dập cứ vậy thôi. Nếu như mà nhìn ra được điểm này thì ít nhiều mình cũng có được cái sự lựa chọn riêng cho bản thân mình, thưa quý vị, một trong số những cái việc mà mình khổ mà mình không biết nguyên nhân, nó cũng là một cái rất là tai hại. Nhưng mà mình biết trước được việc mà mình phải chịu quá, thưa quý vị, nó sẽ làm cho tâm lý của mình nó nhẹ lắm. Nếu mình biết trong những cái cuộc chiến mà những vị quân sư mà có khả năng mà tiên đoán được cái sự việc đó, người ta nhìn những cái hiện tượng luân chuyển của vạn vật, và người ta có thể đưa ra một vài những cái kết luận. Tuy nhiên ở trong đó, thưa quý vị, những vị đó mặc dầu
đã biết trước được rằng dùng đủ mọi cách cũng khó có thể mà thay chuyển được tình thế, bởi vì đây thuộc về ý trời. Nói ý trời chứ thật ra đó là do nhân duyên của nghiệp báo. Nhưng mà khi mà họ phải đối mặt với cái điều mà họ không muốn, nhưng mà họ biết trước là thật ra đây cũng là một việc tôi đã biết trước sự việc làm như vậy, thì lúc đó họ chết họ cũng mỉm cười, họ cũng biết được nguyên nhân tại sao làm như vậy. Ít ra cái người hiểu biết đó thưa quý vị thì cũng an nhàn hơn, an nhàn hơn cái người mà không biết gì cả. Mình khổ mà mình không biết tại sao, mình khổ mà mình không biết tại sao. Vì vậy đối với trường hợp mà chúng ta được nghe nói đến tám pháp cần phải biến tri, cần phải được hiểu, thì mình đó là một cái sự lựa chọn, đó là một sự lựa chọn. Và chắc chắn rằng là hãy còn có mặt ở trong cuộc đời này thì chúng ta vẫn còn phải đón nhận được mất, khen chê, được danh mất danh, hạnh phúc và đau khổ. Không thể nào mà mình tránh được tám điều này đâu. Cái quan trọng là cái thái độ, cái thái độ của mình đối với những việc này nó ra sao, nó ra sao. Cái thái độ thưa quý vị, đối với những vị đã được hiểu biết như những bậc thánh thì họ khác mình ở điểm nào? Họ khác mình ở chỗ là họ đã biết và họ đã hoàn tất được những cái sự hoạt động của phiền não. Họ không có còn những cái trạng thái tâm mà để lôi họ vào trong cái cuộc đời này. Vẫn sống trong đời thưa quý vị, vẫn ăn uống bình thường, vẫn đi đứng y như bao nhiêu người khác. Nhưng mà giữa những cái việc đó đó, nó không có làm cho những vị đó phải bận tâm. Cho nên đôi lúc mà chúng ta thấy rằng là có những giai thoại mà nói về những vị thánh đệ tử của Đức Phật khi mà ở chung với những vị phàm phu khác, cả hai là đều có cái thế giới tâm riêng biệt của họ, hai người đều đi bát khất thực như nhau, đều vẫn sinh hoạt bình thường như nhau, nhưng mà cái sự nhận thức về thế giới xung quanh của hai người hoàn toàn khác nhau. Tức là cái thái độ tâm đó quý vị, thái độ tâm đối với những pháp thế gian hoàn toàn khác nhau. Cái người mà còn phiền não á thì người đó còn bị lao đầu, còn bị chi phối bởi bất khen chê. Nhưng mà đối với những vị đã được giải thoát á thì họ không có bị, họ không có bị. Và họ chỉ lặng lẽ, họ chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra thôi. Theo như cái nhân duyên của chúng mà thôi. Họ chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra. Và họ chỉ sống để mà giống như là chờ cái thời cơ thích hợp nữa. Chờ cái thời cơ thích hợp cuối cùng, chứ không còn giống như là mình nữa. Phàm phu thì chúng ta còn tranh chấp, chúng ta còn níu kéo, chúng ta còn muốn được này, muốn được nọ, muốn được này, muốn được nọ. Cho nên chúng ta mới tiếp tục, chúng ta luôn luôn muốn được chiến thắng,
không có bị bại. Vì vậy chúng ta luôn luôn có tiếp tục sau khi những cái đội bóng này đã hết cái tuổi để mà thi đấu rồi thì chúng ta lại tiếp tục đào tạo những cái thế hệ khác để có những trận bóng tiếp tục nữa. Cứ như vậy và cứ như vậy. Cứ thế mà diễn tiến. Rồi trong những cuộc thi đấu đó thì dĩ nhiên cũng sẽ có thắng hoặc thua thôi quý vị. Cũng sẽ có thắng hoặc thua. Rồi cũng sẽ có khen hoặc chê. Sẽ có khen hoặc chê. Và sẽ có coi như là hạnh phúc hoặc đau khổ. Nếu như mà mình đã chấp nhận đi theo cái dòng xoáy đó thì mình phải chịu những điều đó. Còn nếu như mà mình ngưng, bây giờ tôi không làm gì nữa thì tôi phải chấp nhận, dám chấp nhận từ bỏ một số thứ, và ngược lại chúng ta được những cái thứ khác, được những cái thứ khác. Đó là hai cái sự khác nhau của việc hiểu biết, việc hiểu biết tám pháp thế gian và không hiểu biết tám pháp thế gian. Điều này khó làm lắm thưa quý vị. Nhưng mà những lúc mà chúng ta thịnh suy á, mình nên nhớ lại lời Phật, Đức Phật này dạy, thì nó cũng làm cho mình nguôi ngoai, nó cũng làm cho bản thân mình nguôi ngoai. Thông thường lúc mà mình vui á, mình không có nhớ đâu. Lúc mà mình buồn đau, mình suy sụp thì lúc đó mình mới nhớ thôi. Nhưng mà thôi, lúc nào nhớ thì cũng được, lúc nào nhớ cũng được. Đời sống của Phật pháp á, đôi khi thường hay, phần lớn thường hay đón nhận những kẻ bại trận ở trong thế gian nhiều hơn. Thường là như vậy. Nhưng mà không sao, Đức Phật thì Ngài rất từ bi, rất là rộng lớn. Người thắng trận, đối với kẻ thắng trận Ngài cũng nhìn dưới cái ánh mắt từ bi mà. Bởi vì Ngài cho rằng cái sự thắng nó thật ra không, nó cũng chả có gì đáng vui mừng đâu. Cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn Ngài ngộ cái là không có, Ngài dưới ánh mắt của Ngài không có một chúng sanh phàm phu nào là được xem như là sung sướng thật sự. Dưới ánh mắt từ bi của Đức Phật, không một chúng sanh nào dù làm vua chúa cũng được xem như là đang bị khổ. Bởi vì chính bản thân Ngài còn là Bồ Tát đó thưa quý vị. Ngài làm vua mà Ngài còn mong cầu Ngài hành thiện, Ngài mong rằng cho tôi đừng có làm vua, tôi không có muốn làm vua. Bởi vì ở cái cương vị này tạo nhiều ác nghiệp lắm, tạo nhiều ác nghiệp lắm. Nghe ra thì nó ngộ, nhưng mà thật sự là như vậy. Cái người đứng đầu á, nếu như mà không khéo á, thì cũng làm khổ người khác rất là nhiều. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài nhìn ra thấy cái mặt trái của vấn đề. Vì thế đây là hôm nay chúng ta sinh hoạt với một cái đề tài tự do, cũng nhân một sư con liên hệ với cái sự kiện là gần đây ở Việt Nam của mình, những người dân của mình cũng rất là vui. Rất là vui bởi vì đội nhà cũng có sự chiến thắng. Hình như U23 hay sao? U23. Rồi thôi, tới đây chắc sư nghĩ cũng phải lẽ rồi. Phần còn lại sư nhường lại cho quý vị đi. Bởi vì cái gì rồi nó cũng phải có cái hồi chấm dứt. Xin mời cô Nhật Huỳnh làm cái công việc còn lại của lớp học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh ơn đại đức huy niệm đã từ bi giảng dạy bài pháp ngày hôm nay, rất là hữu ích cho chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Dạ, bây giờ thì đại đạo tràng chúng con đầy đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và cảm dân ơi, có trước mái thì tiếp tục nghe cô Cẩm Vân. Dạ, con kính nhân mình đến thượng tọa Minh Hạnh. Cảm ơn tâm pháp cho nhục mình biết được tín hiệu.
Phật sắp bấm mang cái lăng rắc khăn tôi sắp bè đê và ta sắp bấm bụt trà nữ phá quê nà sá đa sổ thị phong anh tui trê. Phật tôi sắp bấm mang cái lăng rắc khăn tôi sắp bè đê và ta sắp bấm hàm mà nữ phá quê nà sá đa sổ thị phong anh tui trê. Phật tôi sắp bấm mang cái lăng rắc khăn tôi sắp bè đê và ta sắp bấm sẵn khá nữ phá quê nà sá đa sổ thị phong anh tui trê. Tất cả hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm báo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức quy niệm cùng chư tôn đức đã vào gom chúng con.